Chào mừng anh chị đã quay trở lại với siêu thị điện máy Ecomart. Ngày hôm nay thì tại Ecomart đang về thêm rất là nhiều các cái mẫu quạt điều hòa để sử dụng cho các cái không gian từ khoảng từ 10m đến 50m. Như phía trên màn hình anh chị đang nhìn thấy đây thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh chị ba cái mẫu quạt điều hòa mới về của hãng Shogun. Shogun là một thương hiệu của Hàn Quốc, sản xuất rất là nhiều các cái đồ gia dụng từ quạt, nồi cơm, bếp. Phích điện, ấm siêu tốc. Cái quạt điều hòa của Shogun này thì đã ra mắt trên thị trường rất là lâu rồi. Bên em đang bán được rất là nhiều các mẫu. Năm nay thì về thêm một vài các cái mẫu mới. Mẫu đầu tiên mà em xin muốn giới thiệu đến anh chị là một mẫu quạt điều hòa. Anh chị có thể dùng trong cái không gian khoảng từ 10m đến dưới 20m2. Đó là mẫu quạt điều hòa SVK833. Mẫu này thì có dung tích bình chứa là 35 lít với công suất tiêu thụ điện là 128W. Tất cả các mẫu quạt điều hòa thì nó sẽ có chung một cái nguyên lý hoạt động là sẽ làm mát bằng hơi nước. Và các cái bình chứa ở phía dưới của các quạt điều hòa sẽ là chứa nước này. Và nó sẽ mỗi quạt điều hòa thì nó sẽ có một cái gọi là cái tháp giảm nhiệt được làm bằng gỗ sồi. Cái tháp giảm nhiệt đấy khi mà nước nó chảy qua thì nó sẽ làm giảm cái nhiệt độ của nước và nó thổi cái hơi mát ra ngoài. Đấy, hôm nay em về thêm 3 mã này. Một mã nhỏ và hai mã lớn thì dùng cho không gian rộng hơn. Đấy. Bảng điều khiển của cái mẫu quạt điều hòa này thì rất là dễ dùng. Ngoài các cái phím chức năng như bật tắt, tăng giảm tốc độ thì sẽ có cả chức năng hẹn giờ. Và có thêm một chức năng là chức năng đèn. Cái chức năng đèn này dùng rất là hay khi mà anh chị đêm mà mình để trong phòng ngủ ấy, thì anh chị có thể bật tắt cái đèn này đi. Nó sẽ không hiện cái bảng điều khiển ở trên này thì nó sẽ không bị ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của mình bởi ánh sáng của cái bảng điều khiển. Ngoài ra thì quạt nào cũng sẽ có cái chức năng là bật tắt hơi nước và chức năng quay, điều chỉnh quay trái phải. Phía trên của cái quạt điều hòa thì sẽ là cái khay cái ô để bơm nước và mình để đá khô. Mỗi quạt điều hòa thì sẽ được trang bị là hai hộp đá khô. Trong cái hai hộp đá khô này thì đã có sẵn cái dung dịch làm đông rồi, thì cái chất làm đông rồi thì anh chị có thể về chỉ cần cho nước vào đây để xong mình để trong ngăn đá, thì khi đã đông thành đá rồi thì anh chị thả vào trong đây, khi nước nó sẽ bơm lên trên này thì nó sẽ làm giảm cái nhiệt độ của nước hơn, làm nước mát hơn và nó thổi cái hơi mát ra ngoài. Đó là mẫu quạt điều hòa nhỏ anh chị có thể dùng cho phòng dưới 20m2. Đó là model SVK833 đang được bán tại siêu thị điện máy Ecomart với giá khoảng là 2.600.000 đồng. Ngoài ra thì sẽ có hai mẫu quạt dùng với cái diện tích lớn hơn là từ khoảng từ 20 đến dưới 60m2. Đó là cái model SVK891 và SVK892. Với hai cái model này thì không có cái sự khác biệt gì nhiều ngoài về cái bảng điều khiển, về dung tích rồi công suất tiêu thụ điện và cái diện tích sử dụng thì nó là như nhau, từ khoảng từ 30 đến dưới 60m. Dung tích bình chứa thì đều là 60 lít nước với công suất tiêu thụ điện là 185W. Với cái mẫu 891 này sẽ tương đương với lại cái mẫu giống với cái mẫu SVK833 ban nãy em vừa giới thiệu đấy, thì nó đều là bảng điều khiển điện tử và dùng điều khiển từ xa. Ngoài dùng điều khiển từ xa thì anh chị có thể điều khiển trực tiếp trên đây. Đây là nút bật tắt này, tăng giảm tốc độ này, đây là quay này, còn đây là mức bật tắt hơi nước. Khi mà anh chị không muốn dùng nước thì anh chị thì có thể dùng như một chiếc quạt thông thường, thì mình tắt cái chức năng cooler này đi là làm mát đấy. Mình tắt cái chức năng đấy đi thì nước nó sẽ không bơm lên nữa. Cũng có chức năng tắt đèn này và có cả chức năng hẹn giờ đấy, thì anh chị có thể dễ dàng mình cài đặt cái thời gian quạt nó chạy mà mình không cần phải để ý để mình tắt quạt đấy. Với cái nguyên lý hoạt động thì cũng như vậy. Bên trên này cũng được trang bị đá khô, và điều khiển từ xa. Chỉ khác một chút về cái mẫu dòng cơ này. Mẫu dòng cơ thì không có điều khiển từ xa, vẫn được trang bị đá khô, mà không có điều khiển từ xa mà anh chị sẽ sử dụng bằng mấy cái phím cơ này.
Phím cơ thì đây là phím bật bật tắt này, điều chỉnh tốc độ này. Đấy, 3 mức điều chỉnh tốc độ. Bên đây là nút hẹn giờ thời gian. Anh chị có thể 30 phút, 60 phút, 90 phút. Và đây là nút tắt, quay, đảo gió, đảo trái phải đấy, thì đảo đảo cái tàn gió ấy. Còn đây là mức bật tắt nước. Với cái dòng cơ này thì anh chị còn phải tự điều chỉnh bằng tay, chứ mình không thể điều chỉnh từ xa được. Giống như là cái mẫu 892. Tất cả các cái mẫu quạt điều hòa này thì mẫu quạt to này đang được bán tại siêu thị điện máy Ecomat với giá chỉ có 3.340.000 là mẫu dòng điều khiển từ xa. Còn mẫu dòng cơ chỉ có 3.030.000 thôi. Giá chiết khấu thêm đi thì cũng còn chưa đến 3 triệu. Đấy, dùng rất là thích, tiện lợi, dùng trong không gian mở, tiết kiệm điện hơn rất là nhiều so với các cái dòng điều hòa thông thường, hoặc là với những cái phòng khách rộng, hoặc là với những cái hội trường ấy, thì dùng cái này tiện hơn rất nhiều so với anh chị dùng điều hòa. Đấy. Ngoài những cái mẫu của Shogun này thì bên em cũng đang có rất là nhiều các cái mẫu của Kangaroo, của Boss, của Sunhouse, về rất là nhiều mẫu. Tất cả những cái mẫu này thì bên em đang đều cập nhật đầy đủ ở trên trang web của siêu thị. Thì anh chị có thể truy cập vào ecomart.vn hoặc là gọi trực tiếp đến hotline. Em có để số điện thoại phía trên màn hình ấy. Anh chị gọi đến đấy thì sẽ có nhân viên tư vấn và anh chị đặt mua rất là nhanh chóng. Còn video ngày hôm nay thì em xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.